Dung xin kính chào bà cô chú anh chị và các bạn đã xem kênh Katira đồ cuộc sống Pháp. Mấy tên nấm xếp nè cô chú anh chị. À, rồi mang cho Dung á. Trời mà uống gì đâu luôn rồi này, ốc á cô chú anh chị, mấy con sên á, nó cạp hết trơn à. Đó. Trời ơi đây là nấm xếp nè cô chú anh chị mà tàn rồi cô chú anh chị, hết mùa rồi. Hết mùa rồi, ở chợ thì bán cái nấm tàn không à. Đó. Nhưng mà cũng 30 đồng một ký đó cô chú anh chị. Ôi nhìn đã gì đâu quá trời. Cô chú anh chị, cái này ông xã dùng gọt đó, cô chú anh chị, mà mình cạo sơ sơ thôi chứ cái nấm này không có rửa. Đó, chỉ chùi sơ sơ vậy thôi. Phu có bìm bắp lít bắp chi nó. Nó. Chuẩn xử lý á. Ốc nó ăn á cô chú anh chị. Mà cái là về quý lắm rồi cô chú anh chị ơi. À, tàn rồi, gió kia bằng gió mùa thu lên đó cô chú anh chị. À, bây giờ cũng hết rồi. Đó, cắt ra được hai dĩa đó cô chú anh chị. Cái dĩa này là cái chân. Cái đầu là riêng. Bây giờ ông sẽ dùng xào nấm. Ông mang về đây tí tí. Rồi đây là hạt dẻ cô chú anh chị. Ôi hạt dẻ mùa này đã gì đâu luôn á, nó to khiếp luôn. Gì đâu luôn á. Này Dung mua cho mẹ Dung đem về cho nhà mình ăn cho biết thôi. Ở trên thầm thì có không nói gì rồi cô chú anh chị ơi, mà dưới quê có tiền cũng không dám ăn đâu cô chú anh chị. Có gì nhiều khi ở dưới quê có cũng không dám ăn đâu cô chú anh chị ơi, ăn gì nổi, nhiều khi mắc lắm. Đó, cho nên là mình đem cái chút chút về cho ba Dung ăn thử cho biết. Ông xã Dung xào cái gốc nó ra trước cô chú anh chị. Bây giờ mình xào cái đầu nó sao, tại cái đầu nó mau chín đó. Buổi tối thì các con Dung ăn con tôm rươi. Cái này là thịt gà với lại phô mai lăn bột cô chú anh chị. Bây giờ mình chỉ làm nóng thôi. Này là nồi nước lẩu còn. Và làm mấy cái này không chị? Chị ghiền với trái què đó. Cái đồ ăn cái này thiếu lá mùi tây rồi, mùi lá mùi tây nữa là thơm lắm. Ngon hả? Ngọt có Pháp á. Ngon thế bộ. Và cứ vậy là vội. Ồ, chỉ cứ vậy hả? Chỉ dưỡng vội. Ồ, thì có thể có thể khá căn sự vô ngu, sự vô ngu. Ừ. Sự vô ngu. Rồi, chứ anh ngu, chứ anh ngu. Lấy dĩa bằng lại cho em nó cắt cái này mê. Mang rồi, mang rồi. Chưa mệt hỏi, nóng quá mẹ. Ngon lắm cô chú anh chị ơi. Vậy chứ nấm mối nhà mày ăn được mà. Có rồi ăn. Nấm. Mấy cái được nè. Vậy được chưa? Xin chào cả nhà. Xin chào ba cô chú. Bên ơi. Louis, tu as dit bonjour. Tu as dit bonjour. Xin chào ba cô chú. Allez, ciao. Maman, elle mange pas le champignon. Elle mange pas le poisson. Pas le poisson.
Pose. Mais tu me demandes de boire de l'orange. Maman, tu peux me le donner? Pourquoi faire? Tu vas voir. Tiens, Louis. D'où les fais ça, tu vas faire, mamie? Mais il y en a déjà un. Là? Et papa, il est là. Voilà. Et maman? Et maman, elle est là. Mẹ có ăn thử thịt gà này không ạ? Thịt gà này giờ với em có cái thử đi. Ngon. Thịt quá đó. Thịt bon, ngon. Dung xin kính chào bà cô chú anh chị và các bạn. Giờ đây là bữa cơm tối của gia đình Dung. Bữa cơm này chủ yếu là quảng cáo cái nắm xếp của Pháp thôi. Nhưng mà Dung chị cái bữa cơm có gì thì quay chưa? Ê, bạn Dung cho Dung được mấy tay nắm chắc cũng khoảng sẽ cũng nhiều đẹp sen sơn gom hả? Chắc khoảng ký của chú anh chị ơi, không ký không tới rồi. Nhưng mà nhưng mà cũng ít lòng nhiều của chú anh chị. Bây giờ là cuối mùa luôn, ngày hôm nay là ngày cuối cùng của mùa luôn. Tại vì gió mùa thu nó lên rồi là nó tàn hết rồi, chú anh chị nó không nò lên nữa. Dạ. Cứ đi kilo xe gom á. Nó ăn kilo. Nó est-ce que les bonbons ça fait grossir? Oui, ça c'est sûr. Mẹ Dung thì mẹ Dung ăn ra canh chua, nhưng mà Dung ăn canh chua với còn hai cái càng cua. Mẹ fish yes. Nó cá nó còn cái này nấm nữa. Mais punaise, c'est pas un gros mot. Cho mẹ Dung ăn thử cái nấm mà mẹ ăn không được của chú anh chị ơi. Et quand on dit punaise, et bien quelqu'un il va dire oh t'as une punaise. Eh ouais. Alors ça se ressemble. Ouais. Comme moi. Pour pas. Mais quoi un doigt mais. Punaise. 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 On dit punaise. On le dit punaise. Et le vrai c'est punaise. Comme moi oui. Punaise. Pas de bouteille à sujet, si. Maman, je sais pourquoi. Une bestiole qui s'appelle la punaise. Parce que je sais pourquoi. Il commence par. Maman, tu savais? Maman, tu sais pourquoi la punaise, il commence par pu? Parce que quand on l'écrase, ça pue. Ça pue. Ça pue le ragondin. Comme nous tout le monde n'a. Nhà con ăn rồi nè. Mua cái lớp tương cũng của Marie luôn của Pháp. Mà tụi nó không chịu ăn, chỉ cái nhầm con có mua. Nè thử cái chân đi, cái này cái chân giống như cái đầu. Thử coi. Thử coi. Thử coi. Thử cái chân nó giòn cái đậu que vậy đó. Thôi mẹ. Thử luôn mẹ. Thử quay video thử coi đi, nó con cho bà ăn. Nè. Nó giòn như đậu que vậy đó. Cái đậu thì nó như ấy ấy thôi. Trời ơi. Kỹ trời. Bò sẽ bò dưới đó nghe. Anh ăn nét cái champignon chứ mà. Nó mềm. Thì bà phú mê, thơm mà mẹ. Ê cho mua kia, sợ chết hả? Cho ăn bậy, sợ chết hả? Hả? Uống gì trời. Đặc sản là ngay mùa rồi không? C'est spécial. Thấy là nước là... thấy cái nấm là mình để một èn rồi thấy nấm bấp bấp gì nữa ngon mà còn tàn nhiêu mà chợ bữa mình đi luôn đúng không? Nó cho mình lựa mà, nhưng mà mua cái nào hay mua người ta có tiền trả nấm bấp, người ta không có tiền thì trả nấm tàn. Tàn không? Nói tiếng Việt. Tiếng Pháp chứ. Hả? Tiếng Việt mà. Không. Ê, cảm ơn. Không. Em xin lỗi. Con xin lỗi.
thôi, còn cô mà ăn nào. Mẹ ăn nào. Papa, tu donnes des serviettes à personne? Bravo. À trường năm mới nhà mình có rồi mẹ. Đó là mình đó ăn rồi mà. Năm mới à, đi gần đêm, sáng là đi bệnh viện luôn đó. Sao ông đúng có sợ chậm mưa nhỏ. Tầm ở mưa đi hồi giữ là 11 giờ đêm tôi về cái người đi kiếm tá quả điện lum lá trên. Vô mộ ngồi nếu không ngồi mình sụp đó. Chuyện ổn đúng. Trời ơi. Nhỏ chừng chén nè. Nhưng mà cái nấm này hồi chưa, cái nấm trắng hồi chưa con bỏ vô lẩu mẹ ăn được đúng không? Ăn được mà không quen dữ. Kỳ vậy? Dạ, yeah, không ăn được nấm này rồi hả? Ừ, nấm ở nhà đâu ăn đâu. Nấm rơm cũng ăn hả? Sao phải đi rồi? Elle peut pas manger ça? Mais avec tous les champignons, même un champignon de Paris, il ne mange pas. Ah bon? Oui, mais même un champignon au Vietnam, il ne mange pas non plus. Oh, mais toi, hein. Ouais. Ăn được không ép. Rồi, để con cho mà thử thôi. Est-ce qu'on mange des champignons? Est-ce qu'à Paris, on mange de tout à Paris? Ouais. On boit même du champignon? Comme ici. On boit même du coca. Ăn cho thử cho biết trên đời. Est-ce qu'il a des chats? Về hỏi còn ăn cái nấm của Pháp. Il a des chiens? Thử rồi. Et est-ce qu'il a des voitures? Oh, de police? Beaucoup, beaucoup, ouais. Est-ce qu'il a des... Nous, on va manger des ouais, nói trong bà cô chú nghe kìa. Hein? Ok, ngoài đi chuyến đi Pháp của ngoài sao? Et tu veux le manger? Non, tôi tưởng là đi cũng được, chứ ai về được. Maman, elle dit, elle arrive en France, c'est comme un rêve. Oui. Que nous, même nous, on pensait que ça ne marchait pas. Cũng như con nghĩ không được rồi đó. Con không mua vé máy bay cho ngoại đâu, cho mẹ đâu. Mẹ nghĩ nhỏ nói là biết đầu của cô, con cô cũng hợp lệ. Mẹ mà nghĩ là không được con mẹ đó. Mẹ sao không hợp lệ. Mẹ kêu quá, cô đợi con lãnh chữ quán, kêu con cô á, lại email. Ngày nào cô cũng coi. Nhưng mà lãnh chữ quán kêu cô có bổ sung gì thêm thì bổ sung, không có thì thôi. Cá lượng 20 ngàn đó là to về. Con nghĩ là không được không rồi đó. Nói thôi rồi đó. Nói rồi lần này đi ra đi vô nữa rồi đó. Cái gì lật ra thấy không thấy rồi. Bỏ ra con trùng bò. Cái ông chạy ông xách cái gói bò ông chạy ra nó cái hình gì vậy bà. Cái á được rồi ông ơi. Ça fait 20 jours quand même, on attend le dossier, hein, mais c'est pas... Đó, mẹ Dung có visa chiều thứ 6, chứ 3 giờ chiều, đó là xong rồi cái tự nhiên đó, từ tích tắc là chiều thứ 6. Bên này là 9 giờ sáng bắt đầu Dung mua vé máy bay, Dung mua bảo hiểm, Dung làm rớt rẻ mà trong vòng có 2 tiếng đồng hồ hả? Mẹ mẹ đi lên tới Tiền Giang để mẹ in giấy tờ mới ra, mới được. Xong rồi cái đi chợ rồi cái quần quần đâu mua được gì nhiều đâu đúng không? Tặng về khác bên được 2 ngàn nữa. Thứ sáu rồi cô chú anh chị cái giờ sáng chủ nhật 8 giờ sáng mẹ ở đây rồi nên là đâu có mua gì đâu. Hôm nay là vừa biến cái hội ở Paris luôn. Mẹ.
Không hồi tháng tư tụi con về. Mẹ đi xã quay tụi con nữa không à? Đấy. Ngủ đi không đi, kêu con gước chao qua chơi nha. Không đi, không đi. Bà Bi về phim co à? Bà Bi à? Vậy nó nói ổng đi xong làm biết tiếp tục nó đi năm ơi, phụ nó. Thôi nhớ lại ông buồn. Ê! Phòng thơm! Xin lời! Để ông buồn cái gì không? Ăn nó càng cui mẹ. Con tay nó cực quá tài luôn. Mẹ Dung ở quê lần này của chú anh chị ơi. Không phải là đi du lịch. Mà cái kiểu như là đi đột xuất cái của chú anh chị là Dung không có định làm hồ sơ đâu. Tại vì Dung nói tháng 12 Dung về thôi. Dung mua vé rồi nên là Dung mua vé có bảo hiểm nhà đó. Mà Dung hồi Dung không có đi nữa. Cái đụng cái là Dung bị tai nạn á. Vậy cái tích tắc cái làm 22 tây giờ tháng 8 Dung mổ là 3 ngày sau là bắt đầu Dung chuẩn bị hồ sơ cái gửi về Việt Nam đúng ngay cái tuần lễ 29 ở Việt Nam đúng đó, là tích tắc vậy thôi là cho mẹ đi qua mẹ phụ với Dung á thì là phụ giữ em rồi này kia chứ rồi tuần đầu tiên á là không có làm gì được luôn mẹ. Vậy hả? Con thấy ở nhà cửa rồi này kia, tụi nhỏ tắm rửa rồi chị chồng con nhiều khi đâu có qua đâu. Vậy chị thấy tự mò đi luôn, ổng đi làm bữa sao hết trời. Tao đâu cho làm. Thôi đồ, nhớ thấy tụi nó rửa chén á. Đã biết cỡ nào á. Pourquoi toi? Je peux avoir ma toile serviette s'il te plaît? On dit quoi? Mẹ thấy đó, mẹ thấy mượn cái người đó lại trong nhà thôi. Mẹ thấy sọc tiền thốt buộc ở đi in là sắp xe chị cơm. Chị ta có một Việt Nam mà chú. Có mà personne có một má mẹ. Tụi xài phiền thuốc bà. Tụi thôi, tụi xe nữa. Tụi thuốc với chú cơm. Tụi thuốc với chú cơm. Ông là mẹ mà ở bên này á. Đi làm lau nhà rồi này kia. Cái sao kìa? Người làm giỏi á. Rồi người là người ta hả dí mẹ luôn. Mẹ thấy vợ của ông người nghe sẽ có một pha mà từ trong lúc rồi là Elle est pleine. Kêu bà ngoại uống đi, bà ngoại uống đi, nó góp thêm cho bà ngoại. Uống hả? Em phép là góp xanh đi. Cái nắp đâu? Ê, cái nắp. Cái nắp. Là cái này nè, cái nắp nè. Đây nè, cái nắp. Ici, à côté de l'eau. Là giọt xanh xong. Cái này cái gì? Nói cho bà ngoại nghe coi. Cái này cái gì? Ê, sao sao? Nước tưng. Nước tưng. Nước tưng. Như vậy nó hay tâm tiệm con sân hay tiệm con sân. Vậy nó cài chết luôn con. Là phải ngắm về. Rồi chị nó sẽ phải về cô. Tùy nhé.
cơm có gì mà sợ bạn con no mẹ mẹ no no rồi mình nói bụng thôi em tối sáu tối một kia rồi nay nó đói bụng năm mẹ mình chưa ăn à thua chưa ăn giờ mình ăn trái cây đi không rồi coi tạm biệt ông bà cô chú đi con mấy đi vô tạm biệt ông bà cô chú tạm biệt ông bà cô chú tạm biệt ông bà cô chú này là mận đó cô chú anh chị, mận này mà đều cuối mùa rồi đó. Giờ mận này cái nè đây tới mùa hồng không biết gọt không nha, tại vì cây ở nhà mình ngọt ha, bữa nào năm nay có trái. Dung cũng xin dừng cái video tại đây và Dung xin cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn rất nhiều đã dành thời gian theo dõi video. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau. Và Dung xin chúc cho ông bà cô chú anh chị và các bạn có buổi tối vui vẻ bên gia đình nhé. Chúc mừng sinh nhật. Đúng rồi, giỏi quá. Xin chào. Chúc mừng sinh nhật. Mình nè. Anh Việt Nam chúc mừng sinh nhật Max. Chúc mừng sinh nhật. Không biết học đâu rồi, chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật Max.